xa xưa tới nay mấy ai bằng. Mục Kiền Liên tấm gương ân tình sâu nặng, vượt mọi gian nan gánh trên đôi vai chữ hiếu, mong ước có ngày trả ơn trăm năm nghĩa xưa cho mẹ. Phật từ bi thấy trong ngục tôi, nơi người mẹ kia năm xưa gieo bao nghiệp nặng trăm phần. Mục Kiền Liên quyết đi tìm mẹ, qua nhiều ngục đau thương bạt ngàn đòn roi cực hình, chẳng thấy đâu dáng mẹ đánh dừng chân nơi cao tường. Ngài bật khóc nghe tim quặn đau thương mẹ. Về dương gian vẫn nghe sâu trong lòng, nhiều khổ đau tâm thân bao người âm ngục. Thịt bằm xương tan tiếng kêu dân là đau đớn, tâm tối chúng sinh thảm thương than ôi xót xa vô cùng. Phật từ bi chút y nhường bát, ban rằng Mục Liên mang theo ra đi ngày tìm thấy mẹ. Mục Kiền Liên tới A Tỳ Ngục, thấy mẹ ở nơi đây từng ngày chiến miên cực hình. Nhìn bát cơm hóa thành ngọn lửa đau thương thân hình, ngài bật khóc xin cho mình đau thay mẹ. Dương gian vẫn nghe bao kinh hoàng, vạn khổ đau mẫu thân cơ cực trăm đường. Lạy Phật uy nghi quý xin ra ân cứu thế, mang ánh sáng đạo vàng thiêng ban nơi chúng sinh mê lầm. Phật từ bi xót thương truyền pháp, sau mùa mười phương chư tăng an cư là ngày cứu mẹ. Ngày Vu Lan đến hương đèn dầu, thức ăn tròn trăm ngon quả ngọt vừa nắm tuyệt màu. Thành kính dâng trai đàn cả mười phương chư tăng xa gần, người mẹ ấy nay thoát ngục sâu lên trời. Hội Vu Lan pháp âm nhiệm màu, nhớ bài học năm xưa lời Phật còn ghi tạc lòng. Thành kính dâng trai đàn cả mười phương chư tăng xa gần, nguyện đem hết bao duyên lành dâng cha mẹ.
duyên lành dâng.